Thưa vị, sáng sớm ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày mùng 8 tháng 5 năm 2020, thì chúng tôi đang có mặt tại trường Advanced Beauty College, nằm ngay góc đường Westminster và đường Brookhurst thuộc thành phố Garnico. Ngày hôm nay thì thưa vị, ban giám hiệu của nhà trường phối hợp với các cơ quan ở trong quận hạt Orange County tổ chức một cái chương trình tuyên bố phản đối lại cái lời phát biểu của thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom, về cái vấn đề là ông cho rằng cái nguyên nhân lây nhiễm COVID Corona tại California là xuất phát từ các tiệm nail. Phải nói rằng là đây là một cái phải là tin rất là sốc cho giới ngành nail, mà trong đó phần lớn những người trong lĩnh vực ngành nail, thợ nail là người Việt Nam. Thì chúng ta sẽ cùng xem chi tiết về cái chương trình ngày hôm nay phản đối từ các giới quý vị trong lĩnh vực ngành nail đang được diễn ra tại trường ABC Beauty College thuộc thành phố Garden Grove. Như vị thấy thì đến tham dự ngày hôm nay đó thì ngoài giới truyền thông báo chí tại trung tâm Little Sài Gòn, các đài truyền hình radio báo chí ở Việt Nam, chúng tôi còn thấy có sự hiện diện của các đài truyền hình Mỹ như là đài ABC, đài KCLA, và cũng như là có kể cả đài NBC LA cũng có mặt nữa. Vì họ truyền trực tiếp, quý vị thấy không? Đây là cái cột anten là họ truyền trực tiếp cái buổi họp báo ngày hôm nay để mà phản đối cái lời tuyên bố phát biểu của tổng thống đốc Gavin Newsom, thống đốc tiểu bang California, về vấn đề là ông cho rằng là cái nguyên nhân và cái nguồn gốc lây lan COVID-19 tại California là xuất phát từ các tiệm nail. Thank you.